Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Các bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Man United chiêu mộ Dusan Vlahovic giá 70 triệu bảng. Harry Maguire rời Manchester United, gia nhập Tottenham. Chính thức, MU tạm biệt Donny van de Beek. Man United chiêu mộ Dusan Vlahovic giá 70 triệu bảng. Nhà báo Dean Jones chia sẻ với Game Sport rằng Manchester United có thể là bến đỗ khả dĩ cho Dusan Vlahovic nếu anh rời khỏi Juventus. Hãng tin AS của Tây Ban Nha tiết lộ Man United đã có một thỏa thuận với Dusan Vlahovic trong những ngày cuối của tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, sau cuộc tiền đạo người Serbia đã không rời khỏi Juventus. Vào thời điểm này, Man United rất cần một trung phong chất lượng và có thể họ muốn tái khởi động thương vụ này. Chia sẻ với Kimi Sport về trường hợp của Dusan Vlahovic, nhà báo Dean Jones cho biết tình hình xung quanh Vlahovic khá thú vị. Có khả năng là cậu ấy là một trong những tiền đạo hấp dẫn nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Nhưng chúng tôi cũng cân nhắc chuyện Juve có thể thay đổi huấn luyện viên và có khả năng ảnh hưởng đến quyết định đi hay ở của cậu ấy. Hãy xem xét việc cậu ấy rời Juve, đó là thương vụ lớn. Nói chung, có cảm giác cậu ấy ra đi với giá khoảng 70 triệu euro. Mặc dù tôi được biết rằng cậu ấy sẽ không rời đi với giá dưới 80 triệu euro. Ngay cả với mức giá đó, cậu ấy vẫn là một thương vụ tốt và đáng để theo đuổi, Dean Jones nhận định. Ngoài Man United, Bayern Munich cũng là một câu lạc bộ rất muốn có chữ ký của Vlahovic. Mùa giải vừa qua, anh ghi được 10 bàn tại Serie A và 4 bàn ở các trận đấu cúp. Harry Maguire rời khỏi Man United, gia nhập Tottenham. Tottenham đang muốn giải cứu Harry Maguire khỏi cơn ác mộng tại Man United trong mùa hè 2023. Đây có thể là điều tốt cho cả cầu thủ người Anh và Quỷ Đỏ lẫn Spurs. Harry Maguire không còn chỗ tại MU. Harry Maguire từng coi là một trong những trung vệ hay nhất nước Anh trong màu áo của Leicester City. Nhưng từ khi gia nhập Man United vào mùa hè năm 2019, sự nghiệp của anh đã dần đi xuống. Vào thời điểm hiện tại, Harry Maguire chỉ là lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ của Quỷ Đỏ, sau cặp Lisandro Martinez, Rafael Varane, Victor Lindelof và cả Luke Shaw nữa. Mùa giải này, Harry Maguire có 31 lần ra sân trên mọi đấu trường, nhưng chủ yếu từ băng ghế dự bị do không còn chiếm được lòng tin từ huấn luyện viên Ten Hag. Anh cũng không còn cơ hội cải thiện tình hình ở mùa giải tới khi MU đang tính đưa về Kim Min-jae của Napoli. Ra đi là lựa chọn duy nhất của Harry Maguire vào lúc này. Vấn đề là anh sẽ đi đâu mà thôi. Được biết, phía MU muốn thu về khoảng 40-45 triệu bảng từ việc bán Harry Maguire để gây quỹ chiêu mộ những ngôi sao chất lượng hơn. Trong trường hợp không thể bán Harry Maguire, Man United cũng đã lên sẵn kế hoạch biến cầu thủ này thành một phần trong bản hợp đồng để chiêu mộ Mason Mount từ câu lạc bộ Chelsea. Thậm chí đã xuất hiện những thông tin về việc MU chấp nhận trả 10 triệu bảng để thuyết phục trung vệ người Anh sớm rời khỏi câu lạc bộ. Ngoài ra, bản thân Harry Maguire cũng muốn rời khỏi câu lạc bộ để đảm bảo vị trí trên tuyển quốc gia Anh. Huấn luyện viên Gareth Southgate cũng cảnh báo rằng ông không đảm bảo vị trí cho Harry Maguire tại đội tuyển Anh nếu tình trạng trên tiếp diễn trong thời gian tới. Tottenham là cứu cánh với Harry Maguire. Dù đã sa sút không phanh, nhưng Harry Maguire vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại Anh như Aston Villa hay West Ham. Và mới đây, theo Daily Mail, Tottenham là câu lạc bộ tiếp theo dành sự quan tâm cho trung vệ này. Đội bóng Bắc London được cho là đã cử người theo dõi tình hình của cầu thủ sinh năm 1993 trước khi đưa ra quyết định thực hiện một vụ chuyển nhượng. Tân huấn luyện viên của đội bóng Tottenham là ông Ange Postecoglou của Gà Trống được cho là cũng đồng tình với kế hoạch này. Ngay sau khi trở thành huấn luyện viên trưởng Tottenham, ông Postecoglou lập tức lên kế hoạch để cùng Gà Trống chuẩn bị cho mùa giải mới. Và một trong số đó là bổ sung lực lượng. Theo Telegraph, ông Postecoglou đã thúc giục ban lãnh đạo của Tottenham Hotspur sớm gửi đề nghị cho MU về trường hợp của Harry Maguire. Ông thầy mang hai quốc tịch Hy Lạp và Australia muốn tăng cường cho hàng thủ của Tottenham và coi Harry Maguire là viên gạch nền xây dựng đế chế mới của mình. Ở câu lạc bộ Celtic, Postecoglou đặt niềm tin vào hai trung vệ là Cas Tafit và Cameron Carter. Họ đều là những người chơi đơn giản và chắc chắn, mang phong cách khá tương đồng với Harry Maguire. Điều quan trọng, Harry Maguire phù hợp với những đội bóng tầm trung kiểu Leicester City trước kia và Tottenham sa sút hiện tại hơn là những đội bóng lớn kiểu như MU. Áp lực nặng nề về giá chuyển nhượng cùng yêu cầu thành tích cao của các đội bóng lớn như Man United khiến Harry Maguire không thể thoải mái chơi bóng. Hơn nữa, cách chơi của MU dưới thời của Ten Hag hoàn toàn không phù hợp với Harry Maguire. Anh là mẫu trung vệ chậm chạp, cần được sự bóng lót tốt và không giỏi trong việc phát triển bóng từ tuyến dưới. Trong khi đó, Ten Hag lại đang hướng MU tới cách chơi kiểm soát bóng như tại câu lạc bộ cũ Ajax trước đây của ông. Tại Tottenham, Harry Maguire sẽ không bị yêu cầu cầm bóng quá nhiều mà chỉ lo tập trung phòng ngự và thi thoảng có thể phất bóng dài lên phía trên. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giống như khi còn khoác áo câu lạc bộ Leicester City. Nói tóm lại, Harry Maguire tầm ở đâu thì nên đá ở đó. Tìm đúng môi trường,
đúng huấn luyện viên, Harry Maguire có thể trở lại là chính mình, đồng thời sẽ được xuất đá chính cho đội hình của đội tuyển Anh tại Euro 2024 sắp tới. Chính thức, MU tạm biệt Donny van de Beek. Khoảng thời gian của Donny van de Beek trong màu áo của Man United không khác gì một cơn ác mộng. Theo nhiều nguồn tin, việc bán cầu thủ sẽ được Man United tính toán kỹ lưỡng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhận thức rõ việc cần thiết phải đại tu đội hình và mang về những cầu thủ chất lượng hơn. Theo Manchester Evening News, Anthony Martial nằm trong số những cầu thủ sẽ được giao bán. Ngoài ra, đội trưởng của câu lạc bộ Harry Maguire cũng có khả năng ra đi. Huấn luyện viên Erik ten Hag không còn cần Eric Bailly, Finn Jones và Alex Telles. Họ cũng xem xét những lời đề nghị cho Scott McTominay. Quan trọng hơn, tương lai của Donny van de Beek cũng không còn chắc chắn. Van de Beek gặp khó trong màu áo của Man United, đồng thời không đáp ứng được kỳ vọng mỗi khi ra sân. Trước khi dính chấn thương nghỉ hết mùa, màn trình diễn của tiền vệ người Hà Lan thực sự là đáng thất vọng. Với Van de Beek, Man United cũng không đủ sự sáng tạo cần thiết. Đội chủ sân Old Trafford cũng thiếu đi một cầu thủ kết nối hàng công. Ký giả Fabrizio Romano cho biết, Van de Beek sẽ xem xét các lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng trong vài tuần tới vì cậu ấy có thể rời khỏi Man United. Donny yêu thích câu lạc bộ này và huấn luyện viên Ten Hag, nhưng cậu ấy cần và muốn được thi đấu thường xuyên trong mùa giải tới. Cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu trong giai đoạn tiền mùa giải sau một thời gian dài chấn thương. Cập bến Man United từ câu lạc bộ Ajax với giá gần 40 triệu euro, nhưng Van de Beek chưa bao giờ chứng minh được năng lực. Hợp đồng của Van de Beek với Man United còn thời hạn đến tháng 6 năm 2025, cùng mức lương 120.000 bảng một tuần. Đây là một con số khổng lồ dành cho một cầu thủ chỉ đóng vai trò dự bị. Do đó, ra đi là điều tốt nhất. Với Van de Beek, quãng thời gian tại Old Trafford không khác gì một bi kịch. Cầu thủ này cần ra đi để làm lại sự nghiệp. Có thông tin cho rằng câu lạc bộ Ajax vẫn sẵn sàng giải cứu Van de Beek. Hiện tại, Van de Beek được Transfermarkt định giá khoảng 20 triệu euro. Chắc chắn, Man United khó có thể thu hồi vốn. Song, giải phóng một cầu thủ ít đóng góp như Van de Beek cũng giúp Quỷ Đỏ tiết kiệm được một số tiền không nhỏ. Man United sẽ dùng số tiền bán cầu thủ để bổ sung ít nhất hai tân binh. Ưu tiên chuyển nhượng của Man United là một tiền đạo và một tiền vệ sáng tạo. Ở tuyến giữa, Man United đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm và đang theo đuổi Mason Mount hay Declan Rice. Động thái này coi như đặt dấu chấm hết cho Van de Beek. Anh là một cầu thủ tài năng, từng gây bão với những màn trình diễn chất lượng của câu lạc bộ Ajax. Song, sự kỳ vọng, áp lực quá lớn và môi trường không phù hợp ở Man United khiến Van de Beek chôn vùi sự nghiệp. Van de Beek mới 26 tuổi, không quá muộn để làm lại từ đầu. Bản tin ngày hôm nay của Góc nhìn bóng đá đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.